Tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn màn hình của xe ủi D65EX-16 của Komatsu. Xe ủi D65EX-16 của Komatsu được tích hợp màn hình DOT 8, áp dụng chung cho PC 200 đến PC 8000. Ở màn hình này, các bạn ở chế độ bình thường, các bạn sẽ được nhìn thấy như trên hình. Hạng mục đầu tiên của màn hình đó là hạng mục chỉ số giờ hoạt động của máy cũng như số giờ hiện tại bằng cách các bạn ấn F4. Tiếp theo, màn hình thứ hai đó là khu vực chỉ đồng hồ về nhiệt độ dầu hộp số, nhiệt độ dầu thủy lực và một số nhiệt độ dầu khác nữa. Đặc điểm của các đồng hồ chỉ nhiệt độ nói chung được chia ra làm 3 khoang. Khoang thứ nhất là khoang màu trắng, khoang thứ hai là khoang màu xanh và khoang thứ ba màu đỏ. Ở màu trắng, nhiệt độ dưới 35 độ C. Ở khoang màu xanh, nhiệt độ đó là nhiệt độ làm việc. Còn khoang màu đỏ là nhiệt độ từ 102 độ trở lên đến 107 độ. Các bạn chú ý. Khi kim chỉ ở dải màu trắng, tức là chúng ta phải làm ấm máy lên để kim chuyển sang ở chế độ dải màu xanh, tức là xe làm việc được. Còn khi kim chuyển sang ở chế độ dải màu đỏ, thì khi đó màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo và khi đó các bạn phải dừng máy, vặn 3/4 núm ga để cho máy chạy không tải. Đến khi nào cái kim này nó chỉ giảm màu xanh thì chúng ta lại đi làm việc. Ngược lại, trong trường hợp một số máy có chế độ tự làm mát máy thì khi kim chuyển lên màu đỏ, máy sẽ tự động chạy ở chế độ không tải để làm mát máy. Ngược lại, cũng khi kim mà chỉ ở dải màu trắng, chúng ta cũng phải làm ấm máy. Khi nào kim chuyển lên ở dải màu xanh thì chúng ta mới làm việc được. Tiếp theo, đó là màn hình về Eco. Màn hình Eco biểu hiện cho chúng ta cái trạng thái của máy đang làm việc ở trạng thái nặng hay trạng thái nhẹ. Bình thường, xe làm việc ở trạng thái dải màu xanh là tốt. Trong trường hợp xe mà chuyển sang ở trạng thái màu vàng này thì không có nghĩa là xe bị lỗi hoặc bị hỏng, mà nó chỉ cho chúng ta biết xe của chúng ta đang ở làm việc ở trạng thái tải lặng mà thôi. Và khi tải lặng thì nó sẽ thải ra nhiều những cái chất độc hại ảnh hưởng đến môi trường. Mục thứ ba tiếp theo đó là mục gì? Đồng hồ chỉ về mức nhiên liệu. Ở đây ở dải màu xanh tức là đủ, còn ở dải màu đỏ là dưới 100 nít. Đấy. Tiếp theo, hạng mục thứ tiếp đó là hạng mục chỉ về tốc độ của xe. Ở đây, nó chia ra làm 4 các thông số. Thông số đầu tiên là chỉ trạng thái số. Số N là số gì? Đỗ, tức là trung gian. Hoặc số tiến là F, số R là số lùi. Và cái trạng thái thứ hai ở góc bên phải chúng ta là trạng thái chúng ta chuyển số, đổi số. Và trạng thái ở dưới này nó chỉ chúng ta biết là số đang chạy ở, ví dụ ở đây là số tiến 2, lùi 2. Còn chữ auto ở đây biểu hiện đó là số tự động, hoặc nếu xuất hiện chữ manual tức là giải số màu xanh. Xin lỗi, giải số chọn bằng tay. Đó. Màn hình, đồng hồ tiếp theo của màn hình đó là đồng hồ về báo nhiệt độ nước là mát của động cơ. Đó, đó là các cái đồng hồ ở trạng thái bình thường của xe D65EX-16. Tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn các biểu tượng ở trên màn hình. Biểu tượng đầu tiên đó là biểu tượng về hệ thống thông tin về hệ thống công tắc. Khi biểu tượng này sáng lên, tức là chúng ta đang có tin nhắn từ hệ thống công tắc của xe báo chúng ta biết xe này chúng ta đang có lỗi gì hoặc có thông báo gì cho chúng ta biết, thì chúng ta ấn F6 để chúng ta xác nhận, chúng ta mở ra, chúng ta biết. Biểu tượng thứ hai ở đây đó là biểu tượng gì? Về chế độ làm việc của động cơ. Chế độ làm việc của động cơ có hai chế độ P hoặc E, tức là tải nặng hoặc tải nhẹ. Bằng cách chúng ta ấn gì? F1 này nó sẽ hiển thị ở đây là tải nặng hay tải nhẹ. Thì nó sẽ sáng lên P hoặc E. Biểu tượng thứ ba đó là biểu tượng về điều hòa. Nếu điều hòa được bật thì biểu tượng này cũng sẽ sáng lên, còn không nó sẽ tắt đi. Biểu tượng thứ tư đó là biểu tượng về sấy. Khi chúng ta bật đề thì biểu tượng này sẽ sáng lên.
và không sáng lên thì tức là không sấy. Biểu tượng tiếp theo đó là biểu tượng đi lùi, làm việc chế độ lùi, ở đây là lùi chậm. Nếu biểu tượng này sáng lên thì chế độ lùi chậm của xe đang được bật. Biểu tượng tiếp theo đó là biểu tượng đảo chiều cây quạt. Khi chúng ta cần vệ sinh động cơ, vệ sinh két làm mát, hoặc thậm chí làm ấm máy vào mùa đông, cabin chỗ ngồi chúng ta có thể bật chế độ đảo chiều cây quạt đấy lên, và khi đó biểu tượng này sẽ sáng lên. Như vậy đó là toàn bộ các biểu tượng ở trên màn hình của xe. Tiếp theo tôi xin giải thích các biểu tượng và các lụ, các nút, các công tắc, các phím. Ở đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy đây là các biểu tượng chỉ dẫn. Tiếp theo đó là hàng nút biểu tượng nút chức năng. Đó. Tiếp theo đây là các công nút về chế độ vận hành. Tiếp theo đây là nút hủy còi. Tiếp theo đây là nút về điều hòa. Tiếp theo đây là nút về các chế độ do khách hàng, do người vận hành chúng ta cài đặt. Đối với công tắc này, khi sử dụng tính năng nhớ tùy chọn customize, các mục được cài đặt tối đa cho 5 người và được lưu lại, và cách cài đặt cũng có thể được điều chỉnh vào mỗi lần tới của người điều khiển máy. Tóm lại, tức là chúng ta có thể 5 người chúng ta có 5 cái chế độ làm việc khác nhau. Bộ nhớ lưu trữ, nếu ấn công tắc tùy chọn này, customize này, thì trên màn hình lựa chọn chế độ A, thì màn hình sẽ được chuyển sang chế độ B, nhớ B. Và các cài đặt lựa chọn sẽ được lưu vào bộ nhớ từ M1 đến M5, tức là từ người số 1 đến người số 5. Chúng ta có thể sử dụng phím F3, F4 để lựa chọn, để lưu cài đặt, sau đó lưu lại bằng cách ấn phím F6. Để cài đặt các mục đã lưu trong bộ nhớ, hãy ấn các công tắc tùy chỉnh bộ nhớ trên màn hình tiêu chuẩn. Màn hình bên phải sẽ được hiển thị và hãy ấn F3, F4, sau đó xác nhận bằng cách lựa chọn ấn F6. Đó là cái nút customize memory này. Tiếp theo, đối với nút tiếp theo đối với cả nút chuyển số. Nút chuyển số này sẽ chuyển số sang chế độ chuyển đổi tự động hoặc chế độ bằng tay. Trong chế độ chuyển đổi tự động, việc chuyển đổi sẽ diễn ra tự động theo phạm vi tốc độ lớn nhất và máy sẽ vô số thấp theo trọng tải. Trong chế độ chuyển số bằng tay, về số theo tải trọng nhưng lên số được thực hiện bằng tay. Đấy, các bạn chú ý. Tiếp theo đó là công tắc Custom. Khi ấn công tắc này thì hệ thống chuyển sang chế độ tùy chỉnh. Ấn F3 hoặc F4 để điều khiển chỉnh con trỏ về màu vàng đến màu lục cần thay đổi. Trong trường hợp này thì hãy sử dụng các phím F1, F2 để bật hoặc tắt hoặc cài đặt ở chế độ mong muốn. Màn hình sẽ hiển thị trở về trạng thái hình thông thường bằng cách chúng ta ấn F6. Đó. Nếu bạn muốn cài đặt các mục, hãy ấn F2 để tắt và sau đó ấn F6. Các bạn lưu ý rằng các mục cài đặt trên màn hình sẽ được lưu chuyển tối đa cho khoảng 5 người và bạn cũng có thể điều chỉnh lại các cài đặt vào các lần tới khi điều khiển máy. Đây gọi là tính năng mở hoặc là tính năng nhớ tùy chọn customize. Tiếp theo chúng ta vào cái chế độ vận hành như nào. Bật chìa khóa, sau khi bật chìa khóa lên thì chúng ta ấn gì, F5 thì nó sẽ vào được chế độ vận hành của chúng ta. Đó, các bạn nhìn thấy. Nếu chúng ta muốn xem bao nhiêu mục thì chúng ta ấn bằng F3 hoặc F4 lên xuống, đúng không ạ? Tổng số nó có 11 đến 12 mục tùy theo option của xe. Chúng ta ấn ra thì chúng ta ấn thì quay ra, đúng không ạ? F6 để vào gì, các chức năng chính của màn hình, của chế độ vận hành. Đó. Các bạn ấn đây, các bạn sẽ xác định được. Chúng ta quay ra, chúng ta quay ra, đúng không ạ? F3 thì có thể là camera, nhưng xe chúng ta không có. Đây là các nút gì, điều hòa, cũng như là các nút về chế độ cho người sử dụng. Đây là hai cái công tắc đèn, đúng không ạ? Tiếp theo, tôi giả sử chúng tôi quay lại cái chức năng dành cho người sử dụng. Đó. Rồi chúng ta đi vào sâu vào trong thì chúng ta sẽ vào, ví dụ ở đây báo tải chẳng hạn, thì tôi xác nhận thì tôi xem kiểm tra. Chúng ta cần mà thích màn hình báo tải thì chúng ta ấn vào đó.
còn không thôi tôi quay ra, đúng không ạ? Đấy. Đây là chế độ về pitch angle, tức là cái góc của chúng ta, cái góc lưỡi của chúng ta là như thế nào, nghiêng hay bằng hay là thăng bằng. Đấy, tóm lại chúng ta muốn ấy thì chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ ấn vào đó để chúng ta xác nhận trên màn hình chính để chúng ta theo dõi. Còn không thôi chúng ta muốn quay ra, chúng ta ở màn hình tiêu chuẩn thì chúng ta quay ra ngoài, đúng không ạ? Đây các bạn sẽ nhìn lại một lần nữa, tôi vào chế độ vận hành dành cho hạng mục và ở chiều ở giữa. Đấy. Đây là cái nút để chúng ta kiểm tra số giờ cũng như là số giờ hoạt động của máy. Đây để chúng ta xác nhận cho đồng hồ là kênh, các loại để đồng hồ khác nhau. Đó, các bạn nhìn. Đấy. Đây là số giờ, nhiệt độ giờ động cơ, nhiệt độ giờ thủy lực. Đấy, tốc độ vận tốc của xe bao nhiêu km trên giờ. Đây là áp suất giờ động cơ. Pin, ắc quy đó, mức ắc quy. Đây là tốc độ quay vòng tua của động cơ. Đấy, chúng ta thích cái nào thì chúng ta, đây là chế độ vận hành, bảo trì, vận hành tải nặng tải nhẹ đó. Chúng ta thích nào chúng ta bật như thế thôi. Như vậy là rất thuận lợi cho quá. Vào bên trong các pin, tôi xin giới thiệu với các bạn cách giải thích như sau. Đây là cái cần đi số. Chúng ta tiến ấn lên trên, lùi ấn phía dưới. Muốn quay trái chúng ta vặn sang bên trái, quay phải chúng ta vặn sang bên phải. Đây là hai công tắc tiến số và lùi số. Ấn phía dưới là lùi, ấn phía trên là tiến, đúng không ạ? Tiếp theo đây là cái gì? Lúm vặn ga của chúng ta. Thường thường chúng ta sẽ chạy khoảng vặn ở mức lớn hơn 3 phần 4 vòng trên vòng hoặc là phụ tải cũng được, tùy theo cái chế độ làm việc của các bạn. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành của xe ủi D65EX-16. Đầu tiên các bạn bật từ khóa lên, để các bạn vào chế độ vận hành, các bạn ấn F5 hoặc F6 và chúng ta có thể vào được chế độ vận hành. 5 thì chúng ta sẽ hiện lên từ 11 đến 12 hạng mục và bảo trì bảo dưỡng các bạn người thợ vận hành cần phải theo dõi. Chúng ta cài đặt thì chúng ta có thể ấn F6 để chúng ta xác nhận và reset lại. Còn vào chế độ hiển thị trên màn hình chúng ta có thể ấn F6 lên xuống, chúng ta ấn F3, F4. Đó. Tiếp theo đó là các bạn có thể cài đặt hoặc các bạn chọn một chế độ nào đó hiển thị ở trên màn hình thì nó sẽ hiển thị ra. Đó, ấn F5, F6 nó sẽ quay lại. Còn đây là các nút công suất, chọn lựa công suất cũng như là về điều hòa. Đó, có nút đèn. Đó. Tiếp theo nữa đó là tôi quay lại cái chế độ chọn màn hình ở trên. Đây ví dụ như báo tải, chúng ta ấn di chuyển xuống, chúng ta ấn phía dưới. Đó, đây là báo tải. Tỷ lệ tải là bao nhiêu? Chúng ta chọn màn hình này thì nó sẽ hiển thị như màn này này. Còn không, chúng ta sẽ đi sang bên sau, chúng ta báo chọn cái màn hình về lưỡi chẳng hạn, ví dụ thế. Ở đây thì nó sẽ hiển thị lên cái tải trọng của lưỡi. Đó. Các bạn thấy là nó rất là thuận tiện cho người thợ vận hành. Tiếp theo các bạn cách sử dụng các công tắc F2 để chúng ta lựa chọn chế các hiển thị chế độ đo đồng hồ đa kênh ở phía giữa của màn hình. Ở đây ví dụ như là nhiệt độ dầu thủy lực, chúng ta chọn thì ta ấn F2. Đây là tốc độ xe, chúng ta chọn thì ta ấn thế F2 cũng như vậy. Rồi là áp suất động cơ, rồi là nhiệt độ dầu bôi trơn, rồi là tốc độ quay vòng tua động cơ. Chúng ta chọn chế độ nào thì nó sẽ hiển thị đấy, ví dụ như là vậy. Đó, đây là đồng hồ đó. Tốc độ đây, tóm lại như vậy. Tôi giới thiệu với các bạn đây là cái điều khiển thiết bị của chúng ta, thiết bị lưng nỡ ủi á. Đấy, đây là sơ đồ nỡ ủi của nỡ ủi cũng như là của sới gạt. Còn đây là cái khóa thiết bị đó. Đó, đây là còi, nút còi đúng không ạ? Phía dưới này đó là gì, sơ đồ quy trơn từ 10 giờ đến thì 2000 giờ cũng như là nhãn mác của xe, của động cơ. Đấy. Tiếp theo nữa đó là cái khóa phanh của xe, nó được link lên phía trên. Đấy. Còn phía sau nữa đây, khóa phanh đây. Đó. Tiếp theo nữa đây là sơ đồ tải trọng. Đấy. Tiếp theo nữa đó là gì, cái sơ đồ các công tắc về gạt mưa, bôi trơn, gạt mưa, gạt kính ấy, cầu chì cũng như là radio cassette đài. Một lần nữa xin thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mọi địa chỉ thắc mắc là các bạn có thể gửi về lợi.comasuvietnam@gmail.com, hoặc các bạn có thể gửi các bạn viết